những lợi ích tuyệt vời của quả khổ qua và những lưu ý khi ăn để tránh gây hại cho cơ thể. Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng là loại quả quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, từ ăn tươi đến chế biến các món ăn như luộc, xào, nấu canh hay nhồi thịt, vân vân. Vậy bạn có biết tác dụng của khổ qua đối với cơ thể chưa? Và cần lưu ý những gì khi ăn khổ qua để tránh gây hại cho cơ thể? Hãy cùng yêu sống khỏe tìm hiểu chi tiết dưới đây nhé những lợi ích của khổ qua đối với sức khỏe. 1. Tốt cho người tiểu đường tuyếp 2. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng khổ qua làm giảm lượng đường trong máu thông qua tác dụng làm tăng quá trình chuyển hóa glucose. Uống mỗi ly nước khổ qua mỗi ngày có thể giúp bạn nhận được đầy đủ những lợi ích của loại quả này. Lưu ý nên ngừng sử dụng nếu xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy hoặc sốt. Tuy nhiên cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn uống, cũng như kiểm tra lượng đường máu thường xuyên và điều chỉnh thuốc khi cần thiết. 2. Hỗ trợ điều trị sỏi thận. Khổ qua có thể phá vỡ viên sỏi và giúp cơ thể đào thải qua đường nước tiểu, làm giảm nồng độ axit trong nước tiểu, từ đó giảm đau do sỏi thận. 3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Mặc dù nghiên cứu hạn chế trên người, Khổ qua cũng cho thấy nhiều hứa hẹn trong lĩnh vực sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu đã chứng minh khả năng của chiết xuất khổ qua trong việc hỗ trợ giảm lượng cholesterol bằng cách thúc đẩy quá trình bài tiết cholesterol thông qua các axit mật. 4. Tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh chất chống oxy hóa, trong khổ qua còn có dồi dào vitamin C giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể. 5 tốt cho mắt. Vitamin A trong khổ qua có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Cụ thể, lutein và zeaxanthin được biết là tích tụ trong võng mạc, giúp bảo vệ cục bộ chống lại tổn thương oxy hóa. Hơn nữa, khổ qua có chứa vitamin E và vitamin C, cũng có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng. 6. Hỗ trợ giảm cân. Khổ qua ít calo khoảng 34 calo trên 100g và nhiều chất xơ. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn giảm cân. Vì chất xơ đi qua đường tiêu hóa rất chậm nên giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, làm giảm cảm giác thèm ăn, giúp kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào cơ thể. 7. Ngăn ngừa lão hóa ở cấp độ tế bào. Khổ qua có chứa một số hợp chất chống oxy hóa đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại các gốc tự do. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, cả lá và quả của khổ qua đều là những hợp chất phenolic có lợi với khả năng giảm thiểu các chất oxy hóa có hại. 8. Tốt cho da và tóc. Khổ qua giàu chất chống oxy hóa và vitamin A, vitamin C, rất tốt cho da. Nó làm giảm quá trình lão hóa, điều trị mụn trứng cá và các vấn đề khác trên da. Khổ qua cũng có tác dụng trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng da khác nhau như nấm ngoài da, bệnh vẩy nến và ngứa. Ngoài ra, nước ép khổ qua làm tăng độ bóng cho tóc và chống lại gầu, rụng tóc và chẻ ngọn. 9. Ngăn ngừa ung thư Nhiều nghiên cứu cho rằng, các chất trong chiết xuất khổ qua đã cắt nguồn sống của tế bào ung thư, khiến các khối u ngừng phát triển, thậm chí còn khiến nhiều tế bào ung thư tự chết đi. Kết quả thí nghiệm trên chuột cho thấy, sự phát triển các khối u đã giảm trung bình 50%. Chúng ta vừa tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời của khổ qua đối với sức khỏe. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cũng cần phải lưu ý một số vấn đề để giúp cơ thể hấp thụ tốt nhất những thành phần dinh dưỡng của khổ qua và để tránh gây hại cho cơ thể. Những thực phẩm không nên kết hợp với khổ qua. 1. Không kết hợp khổ qua với tôm khổ qua chứa khá nhiều vitamin C, nếu ăn cùng các loại thực phẩm có vỏ cứng như tôm, lại có chứa nhiều hợp chất asen hóa trị 5. Asen hóa trị 5 sẽ nhanh chóng biến thành asen hóa trị 3 khi gặp vitamin C. Asen hóa trị 3 hay còn gọi là thạch tính, là một chất độc, cực nguy hiểm cho sức khỏe. 2. Không uống trà xanh sau khi ăn khổ qua Khi ăn món ăn có chứa khổ qua, bạn nên đợi vài tiếng đồng hồ rồi mới uống nước trà, không nên uống nước trà xanh ngay sau khi ăn khổ qua bởi sẽ khiến cho dạ dày của bạn sẽ bị kích thích và tổn hại. Lưu ý, đừng nhầm lẫn với trà khổ qua, vì trà khổ qua làm hoàn toàn từ khổ qua sấy khô chứ không phải từ lá trà xanh. 3. Không kết hợp khổ qua với măng cụt Ăn hai loại quả này cùng lúc sẽ làm cơ thể bạn khó chịu, hệ tiêu hóa hoạt động kém. Vì thế, nên ăn hai loại quả này cách thời gian tầm vài tiếng, để cơ thể tiêu hóa xong loại này thì ăn loại khác vào sẽ tốt cho bạn hơn. 4. Không ăn khổ qua với sườn heo chiên. Nếu ăn khổ qua kết hợp với sườn heo chiên sẽ dễ tạo ra canxi oxalate, chất này ngăn cản sự hấp thu canxi của cơ thể. Do đó, đừng ăn chung khổ qua với sườn heo chiên cùng lúc. Dù cho chúng được chế biến thành hai món ăn riêng biệt hay nấu chung. Những người không nên ăn khổ qua. 1. Những người bị huyết áp thấp, hạ đường huyết. Khổ qua có thể giảm đường huyết, thanh nhiệt, thế nhưng những người bị hạ đường huyết, huyết áp thấp không nên ăn khổ qua. 2. Những người bị thiếu canxi. Axit oxalic trong khổ qua sẽ ngăn cản cơ thể hấp thu canxi. Người bình thường trước khi ăn nên luộc khổ qua trước để loại bỏ phần nào vị đắng và axit oxalic sẽ có lợi cho cơ thể hấp thu canxi trong thức ăn. Những người bị thiếu canxi thì nên tránh ăn hoặc hạn chế ăn khổ qua. 3. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Khổ qua có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và làm hư thai. Ngoài ra khổ qua còn gây kích thích tử cung và có thể dẫn đến sinh non phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn khổ qua, vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ. 4. Người mắc bệnh tiêu hóa Việc ăn khổ qua hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề dạ dày. Khi dùng khổ qua, ở mọi dạng chế biến, không được dùng huyền sâm hoặc các chế phẩm có huyền sâm. Khổ qua tính mát, không nên dùng cho người tỳ vị hư hàng, rối loạn chức năng tiêu hóa do lạnh. 5. Người bị bệnh gan, thận. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn khổ qua vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu nên tránh xa loại rau có vị đắng này. 6. Người vừa phẫu thuật. Nhiều chuyên gia cho rằng Khổ qua có thể cản trở quá trình kiểm soát lượng đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Bởi vậy, tốt nhất là bạn nên ngừng ăn khổ qua ít nhất 2 tuần trước và sau thời gian phẫu thuật dự kiến. Chúng ta vừa tìm hiểu xong những lợi ích tuyệt vời của khổ qua và những lưu ý khi sử dụng. Nếu quý vị có biết thêm những thông tin bổ ích về khổ qua thì nhớ chia sẻ với mọi người bằng cách bình luận bên dưới video nhé. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đừng quên đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại